Mỗi lỗ lông phóng ra số quang tâm chúng sinh, đầu mỗi mỗi quang minh đều hiện hoa sen bó. Trong mỗi mỗi lỗ chân lông của Ngài phóng ra quang minh nhiều như số tâm chúng sinh, nơi đầu mỗi luồng quang minh đều hiện ra đóa hoa sen bóng. Trong hoa hiện hóa thân hay diệt khổ chúng sinh, trong quang tỏa hương thơm sông khắp các chúng sinh. Trong mỗi đóa hoa sen bóng lại hiện ra hóa thân Phật hay diệt khổ não của chúng sinh. Trong mỗi luồng quang minh lại tỏa ra hương thơm sông khắp tất cả chúng sinh. Lại mưa đủ thứ hoa cúng dường tất cả Phật, giữa lông mi phóng quang lớn bằng núi Tu Di. Lại mưa xuống đủ thứ hoa sen báu để cúng dường tất cả chư Phật, giữa lông mi của Ngài phóng ra quang minh vi diệu lượng lớn bằng núi Tu Di, chiếu khắp các hàm thức, khiến diệt tối ngu si. Miệng phóng quang thanh tịnh như vô lượng mặt trời, quang minh của Ngài chiếu soi khắp tất cả hàm thức thế giới, khiến cho họ diệt trừ ngu si đen tối. Trong miệng của Ngài phóng ra quang minh thanh tịnh ví như vô lượng mặt trời, chiếu khắp nơi rộng lớn, cảnh tỷ lô giá na, mắt phóng quang thanh tịnh như vô lượng mặt trăng. Ngài chiếu soi khắp mười phương thế giới rộng lớn, đó là cảnh giới của tỷ lô giá na, pháp thân Phật khắp tất cả mọi nơi. Mắt của Ngài phóng ra quang minh thanh tịnh giống như ánh sáng vô lượng mặt trăng, chiếu khắp mười phương cõi, diệt si lòa thế gian, hóa hiện đủ thứ thân, tướng trạng đồng chúng sinh. Ngài chiếu khắp mười phương cõi Phật, hoàn toàn diệt trừ si lòa đen tối của thế gian, hóa hiện đủ thứ thân, tướng trạng đồng với tất cả chúng sinh. Đầy khắp mười phương cõi, độ thoát biển ba cõi, thân đẹp khắp mười phương, khắp hiện trước chúng sinh. Hóa thân của Ngài đầy khắp trong mười phương thế giới, cứu độ giải thoát biển khổ chúng sinh trong ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Thân tốt đẹp của Ngài đầy khắp mười phương thế giới, khắp thị hiện ở trước chúng sinh, diệt trừ nạn nước lửa, nạn vua những sợ hãi, con vâng theo hỷ mục, khiến đến được chỗ Ngài. Ngài diệt trừ những sợ hãi của nạn nước, nạn lửa, nạn đau binh, nạn vua, con vâng theo lời dạy của vị dạ thần hỷ mục, khiến cho con đến được chỗ Ngài. Thấy giữa lông mi Ngài phóng đại quang thanh tịnh, chiếu khắp biển mười phương, diệt tất cả đen tối. Con nhìn thấy tướng giữa lông mi của Ngài phóng ra đại quang minh thanh tịnh, chiếu khắp biển cõi chúng sinh trong mười phương, diệt đen tối của tất cả chúng sinh. Hiện hiện sức thần thông mà nhập vào thân con, con gặp quang viên mãn, tâm sinh đại hoan hỷ. Ngài lại hiện hiện sức thần thông để mà nhập vào thân con gặp được quang minh viên mãn của Ngài, trong tâm sinh đại hoan hỷ. Được tổng trì tam muội, thấy khắp mười phương Phật, những chỗ con đi qua, thấy cõi nhiều như bụi. Con đắc được sức tổng trì tam muội mà nhìn thấy khắp mười phương chư Phật, những chỗ con đi qua, đều nhìn thấy các thế giới nhiều như số hạt bụi. Trong mỗi mỗi hạt bụi, thấy cõi nhiều như bụi, hoặc có vô lượng cõi, tất cả đều trược uế. Chúng sinh thọ các khổ, thường buồn than kêu khóc. Ở trong mỗi mỗi hạt bụi lại thấy các cõi Phật nhiều như số hạt bụi, hoặc có vô lượng cõi, tất cả đều ô trược tạp uế, như đầy ác năm trược. Chúng sinh thọ đủ thứ các thống khổ, thường buồn rầu than thở kêu khóc, thật là đáng thương. Hoặc có cõi nhiễm tịnh, ít vui nhiều lo khổ, thị hiện thân ba thừa, đến đó để cứu độ. Hoặc có cõi tạp nhiễm và thanh tịnh lẫn lộn, ít vui mà nhiều lo buồn khổ não, Ngài thị hiện thân ba thừa, Bồ Tát thừa, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, đến những cõi nước đó để cứu độ chúng sinh thọ khổ. Hoặc có cõi tịnh nhiễm, chúng sinh đều thích thấy Bồ Tát thường đầy rẫy trụ trì các Phật pháp. Hoặc có cõi thanh tịnh và tạp nhiễm, vì sở thích thấy của chúng sinh, Bồ Tát thường đầy rẫy trong đó trụ trì tất cả các Phật pháp. Trong mỗi mỗi hạt bụi, vô lượng biển cõi tịnh, Phật tỷ lô giá na, kiếp xưa đã nghiêm tịnh. Trong mỗi mỗi hạt bụi có vô lượng biển cõi Phật thanh tịnh, đó là hạnh môn của Phật tỷ lô giá na, thuở xưa trong đại kiếp đã trang nghiêm thành tịnh. Cũng nhờ công đức của Phật nên đắc được cõi Phật thanh tịnh đó. Phật trong tất cả cõi đều ngồi cội bồ đề,
thành đạo chuyển pháp luân, độ thoát các quần sinh. Phật ở trong tất cả cõi đều ngồi dưới cội bồ đề thành tựu đạo nghiệp, sau đó chuyển bánh xe pháp để độ thoát tất cả các quần sinh. Con thấy thần phổ cứu trong vô lượng cõi đó, chỗ tất cả chư Phật đều đến khắp cúng dường. Con nhìn thấy ngài thiên thần phổ cứu ở trong vô lượng cõi Phật đó, và trong đạo tràng chỗ tất cả chư Phật đều đến trước khắp cúng dường. Bấy giờ thiện tài đồng tử nói bài kệ đó rồi bèn bạch với vị dạ thần phổ cứu chúng sinh diệu đức rằng: Thiên thần, môn giải thoát này rất là hy hữu, tên gọi là gì? Ngài đắc được môn giải thoát này đã bao lâu? Ngài tu hạnh gì mà được thanh tịnh? Lúc đó thiện tài đồng tử nói bài kệ đó rồi bèn bạch với vị dạ thần phổ cứu chúng sinh diệu đức rằng: Thiên thần, hiện tại môn giải thoát tam muội này rất là vi diệu hy hữu khó được, tên gọi là gì? Ngài đắc được môn giải thoát tam muội này đã bao lâu? Ngài tu hạnh gì mà được thanh tịnh? Thiện tài đồng tử hỏi vị dạ thần đắc pháp lâu mau là vì muốn hiển đức tu lâu xa, hỏi tu nhân tịnh trị là vì cầu đạo. Vị dạ thần nói: Thiện nam tử, chỗ đó khó biết, chư thiên và loài người tất cả hàng nhị thừa không thể dò lường được. Tại sao? Vì đây là cảnh giới của bậc trụ hạnh Bồ Tát Phổ Hiền, vì là cảnh giới của bậc trụ Đại Bi Tạng, vì là cảnh giới của bậc cứu hộ tất cả chúng sinh, vì là cảnh giới của bậc thanh tịnh được tất cả ba ác tám nạn, vì là cảnh giới của bậc có thể ở trong tất cả cõi Phật thiệu long giống Phật không dứt, vì là cảnh giới của bậc trụ trì được tất cả Phật pháp, vì là cảnh giới có thể ở trong tất cả kiếp tu Bồ Tát hạnh thành tựu viên mãn biển đại nguyện, vì là cảnh giới của bậc có thể ở trong biển pháp giới dùng trí huệ quang thanh tịnh diệt trừ vô minh ám chướng, vì là cảnh giới của bậc có thể dùng một niệm trí huệ quang minh chiếu khắp tất cả biển phương tiện ba đời. Ta đường thần lực của Phật nay vì ngươi nói. Vị dạ thần nói: Thiện nam tử, thứ đạo lý này không dễ gì hiểu biết được, chư thiên và loài người tất cả hàng nhị thừa không thể dò lường được. Tại sao vậy? Vì đây là cảnh giới của bậc trụ hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền, cũng là cảnh giới của bậc trụ Đại Bi Tạng, cũng là cảnh giới của bậc cứu hộ tất cả chúng sinh, cũng là cảnh giới của bậc thanh tịnh được tất cả ba ác tám nạn, cũng là cảnh giới của bậc có thể ở trong tất cả cõi Phật thiệu long giống Phật không dứt, cũng là cảnh giới của bậc trụ trì được tất cả Phật pháp, cũng là cảnh giới có thể ở trong tất cả kiếp tu Bồ Tát hạnh thành tựu viên mãn biển đại nguyện, cũng là cảnh giới của bậc có thể ở trong biển pháp giới dùng trí huệ quang thanh tịnh diệt trừ vô minh ám chướng, cũng là cảnh giới của bậc có thể dùng một niệm trí huệ quang minh chiếu khắp tất cả biển phương tiện ba đời. Một người tu đạo nếu muốn đắc được pháp môn không thể nghĩ bàn này thì phải viên mãn đủ thứ nhân duyên này. Ta nương thần lực của Phật này vì người mà diễn nói. Thiện nam tử, vào thuở quá khứ trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi cõi Phật, bây giờ có kiếp tên là viên mãn thanh tịnh, thế giới tên là tỷ lô giá na đại oai đức, có chư Phật nhiều như số hạt bụi núi tu di xuất hiện ra đời. Thiện nam tử, vào thuở quá khứ trải qua đại kiếp nhiều như số hạt bụi cõi Phật, lúc đó có kiếp tên là viên mãn thanh tịnh, thế giới tên là tỷ lô giá na đại oai đức, có chư Phật nhiều như số hạt bụi núi tu di xuất hiện ra đời. Phật thế giới đó dùng tất cả hương vương mani báu làm thể, các báu trang nghiêm trụ trên biển vô cấu quang minh mani vương, thế giới đó hình tròn sạch và dơ hợp thành tất cả đồ trang nghiêm chướng mây che phủ phía trên, tất cả trang nghiêm mani luân sơn bao quanh ngàn vòng, có 10 vạn ước na do tha bốn thiên hạ đều trang nghiêm tốt đẹp, hoặc có 4 thiên hạ chúng sinh ác nghiệp ở trong đó, hoặc có 4 thiên hạ chúng sinh tạp nghiệp ở trong đó, hoặc có 4 thiên hạ chúng sinh can lành ở trong đó, hoặc có 4 thiên hạ các đại bồ tát thuần thanh tịnh ở trong đó. Phật thế giới đó dùng tất cả hương vương mani báu làm thể, các báu trang nghiêm trụ trên biển vô cấu quang minh mani vương, thế giới đó hình tròn sạch sẽ và dơ bẩn hợp thành tất cả đồ trang nghiêm chướng mây che phủ phía trên, có tất cả trang nghiêm mani luân sơn bao quanh ngàn vòng, có 10 vạn ước na do tha 4 thiên hạ đều trang nghiêm tốt đẹp, hoặc có 4 thiên hạ chúng sinh tạo ác nghiệp ở trong đó, hoặc có 4 thiên hạ chúng sinh tạp nghiệp thiện ác lẫn lộn ở trong đó, hoặc có 4 thiên hạ chúng sinh tạo can lành ở trong đó, hoặc có 4 thiên hạ các đại bồ tát thuần thanh tịnh ở trong đó. Đoạn này là tướng cõi thông hiển.
Bên cạnh núi Luân Phi bờ mé phía đông thế giới đó, có bốn thiên hạ tên là Bảo Đăng Hoa Tràng, cõi nước thanh tịnh. Thức ăn uống phong phú đầy đủ, không cần trồng trọt mà lúa mọc tươi tốt, cung điện lầu các tại đều đẹp lạ. Các cây như ý thẳng hàng khắp nơi, đủ thứ cây thơm luôn tỏa ra mây thơm. Đủ thứ cây tràng hoa luôn sinh ra mây tràng hoa, đủ thứ cây hoa thường mưa xuống hoa đẹp, đủ thứ cây bóng sinh ra các bóng lạ vô lượng màu sắc ánh sáng chiếu sáng chung quanh. Các cây âm nhạc vang ra các thứ âm nhạc, theo gió thổi động phát ra âm thanh vi diệu. Ánh sáng mặt trời mặt trăng mani vương bóng chiếu khắp tất cả, ngày đêm hưởng thọ an vui không khi nào gián đoạn. Bốn thiên hạ đó có trăm vạn ước na do tha, các cõi nước vương quốc. Mỗi cõi nước đều có ngàn con sông lớn chảy khắp chung quanh, mỗi con sông đều có các hoa đẹp phủ trên mặt nước, theo dòng chảy lưu động phát ra âm nhạc trời. Tất cả cây bó mọc bên bờ sông, nghiêm sức đủ thứ đẹp lạ, ghe thuyền qua lại vui chơi thỏa thích. Giữa mỗi dòng sông có trăm vạn ước thành, mỗi thành đều có trăm vạn ước na do tha xóm làng. Tất cả thành ấp xóm làng như vậy đều có vô lượng trăm ngàn ước na do tha cung điện vườn rừng bao bọc chung quanh. Bốn thiên hạ đó trong Diêm Phù Đề có một cõi nước tên là Bảo Hoa Đăng, an ổn sung túc, nhân dân thịnh vượng, chúng sinh trong đó đều tu hành thập thiện. Bên cạnh núi Luân Vì bờ mé phía đông thế giới tỷ lô giá na đại oai đức đó, có một bốn thiên hạ tên là Bảo Đăng Hoa Tràng, cõi nước thanh tịnh. Thức ăn uống phong phú đầy đủ, đất đai không cần trồng trọt mà lúa ngũ cốc mọc lên tươi tốt, đây là hiện tượng nhân dân có phước báo. Cung điện lầu các thảy đều tốt đẹp kỳ lạ, tất cả các cây như ý thẳng hàng khắp nơi, đủ thứ cây thơm luôn tỏa ra mây thơm, đủ thứ cây tràng hoa luôn sinh ra mây tràng hoa, đủ thứ cây hoa thường mưa xuống hoa đẹp, đủ thứ cây bóng sinh ra các bó đẹp lạ, lại có vô lượng màu sắc ánh sáng chiếu sáng chung quanh. Các cây âm nhạc vang ra các thứ âm nhạc, tùy theo gió thổi động mà phát ra âm thanh vi diệu. Lại có ánh sáng mặt trời mặt trăng mani vương báu chiếu sáng khắp tất cả, nhân dân ngày đêm hưởng thọ an vui không khi nào gián đoạn. Bốn thiên hạ đó có trăm vạn ước na do tha, các cõi nước vương quốc. Mỗi cõi nước đều có ngàn con sông lớn chảy khắp chung quanh, mỗi con sông đều có các hoa đẹp phủ trên mặt nước, theo dòng chảy lưu động mà vang ra âm nhạc trời. Tất cả cây bó mọc lên lan liệt hai bên bờ sông, nghiêm sức đủ thứ các bó đẹp lạ, ghe thuyền của nhân dân qua lại với nhau vui chơi thỏa thích. Ở giữa mỗi dòng sông có trăm vạn ước thành thị, mỗi thành thị đều có trăm vạn ước na do tha xóm làng. Tất cả thành ấp xóm làng như vậy đều có vô lượng trăm ngàn ước na do tha cung điện vườn rừng bao bọc chung quanh. Bốn thiên hạ đó trong Diêm Phù Đề có một cõi nước tên là Bảo Hoa Đăng, an ổn sung túc, nhân dân thịnh vượng, chúng sinh trong đó đều tu hành thập thiện, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói thêu dệt, không nói hai lưỡi, không chửi mắng, không tham, không sân, không si. Có vị chuyển luân thánh vương xuất hiện trong cõi nước đó tên là Tỷ Lô Giá Na Diệu Bảo Liên Hoa Kế. Đột nhiên sinh ra trong hoa sen, có 32 tướng tốt trang nghiêm thân đầy đủ bảy báu. Vua thống trị bốn thiên hạ, luôn dùng chánh pháp giáo hóa quần sinh. Vua có ngàn vương tử, đoan chánh dũng mãnh, hàng phục được oán địch. Trong vạn ước Na Do Tha cung phi thể nữ, thể đều cùng trồng căn lành với vua, cùng tu các hạnh, sinh ra cùng thời, đoan chánh xinh đẹp như thiên nữ. Thân màu vàng ròng thường phóng quang minh, trong các lỗ chân lông luôn tỏa ra hương thơm. Dân thần dũng tướng đầy đủ 10 ước người. Vua có bà chánh phi tên là Viên Mãn Diện, là nữ báu của vua, rất đoan chánh xinh đẹp, da màu vàng ròng, mắt và tóc xanh biếc, tiếng nói như phạm âm, thân có hương trời, thường phóng quang minh chiếu sáng ngàn do tuần. Có một vị chuẩn luân thánh vương xuất hiện trong cõi nước Bảo Hoa Đăng đó tên là Tỷ Lô Giá Na Diệu Bảo Liên Hoa Kế. Đột nhiên sinh ra trong hoa sen, có 32 tướng tốt trang nghiêm thân đầy đủ bảy báu: bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, thần báu, ngọc nữ báu, bình báu. Vua thống trị bốn thiên hạ, luôn dùng chánh pháp giáo hóa quần sinh. Vua có 1.000 vương tử đều đoan chánh dũng mãnh, hàng phục được tất cả oán địch. Lại có trăm vạn ước Na Do Tha cung phi thể nữ, thể đều cùng trồng căn lành với vua chuyển luân thánh vương,
cùng tu lục độ vạn hạnh, sinh ra đời cùng thời, đều rất đoan chánh xinh đẹp như thiên nữ. Thân thể màu vàng ròng thường phóng ra quang minh, trong các lỗ chân lông luôn tỏa ra hương thơm. Vua có dân thần dũng tướng, đầy đủ 10 ức người. Vua có bà chánh phi tên là Viên Mãn Diện, là nữ bóng của vua, rất đoan chánh xinh đẹp, da màu vàng ròng, mắt và tóc màu xanh biếc, tiếng nói rất thanh tịnh như phạm âm. Trên thân có hương trời, thường phóng ra quang minh, chiếu sáng ngàn do tuần. Đoạn này tên Bổn Sanh Phụ Mẫu. Bà chánh phi đó có một người con gái tên là Phổ Trí Diệm Diệu Đức Nhãn, thân hình đoan nghiêm, sắc tướng xinh đẹp thủ thắng, chúng sinh ai thấy được đều không nhàm chán. Bà chánh phi đó có một người con gái tên là Phổ Trí Diệm Diệu Đức Nhãn, thân hình cô ta rất đoan nghiêm, sắc tướng rất xinh đẹp thủ thắng, chúng sinh ai thấy được nhìn đều không nhàm chán. Đoạn này rõ bổn thân. Bây giờ chúng sinh thọ mạng vô lượng, hoặc có người chết yểu giữa chừng không nhất định, đủ thứ hình sắc, đủ thứ âm thanh, đủ thứ danh tự, đủ thứ chủng tộc, ngu trí mạnh yếu, giàu nghèo khổ vui, vô lượng phẩm loại thảy đều khác nhau. Lúc đó có người nói với người khác rằng thân tôi đẹp, thân ngươi xấu xí, nói như vậy rồi thì họ hủy nhục nhau, tích tập nghiệp bất thiện. Bởi vì nghiệp bất thiện nên thọ mạng sắc lực, tất cả việc vui thảy đều tổn giảm. Lúc đó chúng sinh hưởng thụ thọ mạng vô lượng, nhưng vẫn có những người chết yểu giữa chừng không nhất định. Những chúng sinh đó có đủ thứ hình mạo và sắc tướng, đủ thứ âm thanh, đủ thứ danh tự, đủ thứ chủng tộc. Có những người ngu si, hoặc người trí huệ thông minh, hoặc người mạnh kẻ yếu, người giàu kẻ nghèo, người khổ kẻ vui, vô lượng phẩm loại thảy đều khác nhau. Lúc đó có người nói với người khác rằng thân tôi xinh đẹp, thân ngươi rất là xấu xí. Đây là trên đầu lại thêm đầu, không việc tìm việc phiền não, nói lời thị phi. Họ nói như vậy rồi thì hủy nhục phỉ báng lẫn nhau, cho nên tích tập nghiệp bất thiện, chửi mắng, nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi. Bởi vì có những nghiệp báo bất thiện đó, nên thọ mạng sắc tướng và sức lực của họ, tất cả việc phước lạc thảy đều tổn hại giảm bớt. Đoạn này là chúng sinh khởi ác, là nguyên nhân Phật xuất hiện. Bấy giờ phía bắc thành đó có cội bồ đề tên là Phổ Quang Pháp Vân Âm Tràng, rễ cây bằng Mani Vương kiên cố, niệm niệm xuất hiện tất cả Như Lai đạo tràng trang nghiêm. Tất cả Mani dùng làm thân cây, các tạp báu đẹp dùng làm lá cây, phân bố thứ tự tương xứng với nhau. Bốn phía trên dưới viên mãn trang nghiêm, phóng ra quang minh báu, vàng già âm thanh vì diệu, nói cảnh giới thâm sâu của tất cả Như Lai. Ở trước cây đó có một ao thơm tên là Bảo Hoa Quang Minh Diễn Pháp Lôi Âm, báu đẹp làm bờ, có trăm vạn ước na do tha cây báu chung quanh, mỗi mỗi thân cây đều như cây bồ đề. Các chuỗi báu thòng rủ chung quanh có vô lượng lầu cát, đều làm bằng châu báu, khắp chung quanh đạo tràng dùng để nghiêm sức. Trong ao thơm đó mọc lên hoa sen lớn tên là Phổ Hiện Ba Đời Tất Cả Như Lai Trang Nghiêm Cảnh Giới Vân. Lúc đó phía bắc thành đó có cây bồ đề tên là Phổ Quang Pháp Vân Âm Tràng, rễ cây bằng Mani Vương kiên cố, niệm niệm xuất hiện tất cả Như Lai đạo tràng trang nghiêm. Tất cả Mani dùng làm thân cây, các tạp báu đẹp dùng làm lá cây, phân bố thứ tự tương xứng với nhau. Bốn phía trên dưới viên mãn trang nghiêm, phóng ra quang minh báu, phóng ra âm thanh vi diệu, nói cảnh giới thâm sâu của tất cả Như Lai. Ở trước cây đó có một ao thơm tên là Bảo Hoa Quang Minh Diễn Pháp Lôi Âm, báu đẹp làm bờ, có trăm vạn ước na do tha cây báu chung quanh, mỗi mỗi thân cây đều như cây bồ đề, có các chuỗi báu thòng rủ chung quanh, có vô lượng lậu cát, đều làm bằng châu báu, khắp chung quanh đạo tràng dùng để nghiêm sức. Trong ao thơm đó mọc lên một đóa hoa sen lớn tên là Phổ Hiện Ba Đời Tất Cả Như Lai Trang Nghiêm Cảnh Giới Vân. Đoạn này tường thuật lại Phật hưng ích vật, mình đắc đạo chi tràng. Trong hoa sen đó có chư Phật xuất hiện, nhiều như số hạt bụi núi Tu Di. Vị Phật thứ nhất hiệu là Phổ Trí Bảo Diệm Diệu Đức Tràng. Ngài ở trong hoa sen đó, ban đầu đắc được An Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Trong vô lượng ngàn năm, Ngài diễn nói chánh pháp thành thục chúng sinh. Trong đó hoa sen đó có chư Phật xuất hiện, nhiều như số hạt bụi núi Tu Di. Vị Phật thứ nhất hiệu là Phổ Trí Bảo Diệm Diệu Đức Tràng. Ngài ở trong hoa sen đó, ban đầu đắc được An Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Trong vô lượng ngàn năm, Ngài diễn nói chánh pháp thành thục chúng sinh. Khi Đức Như Lai đó chưa thành Phật thì trước đó 10.000 năm,
và sàn lớn đó phóng tịnh quang minh tên là hiện trừ thần thông thành thục chúng sinh. Nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó thì tâm tự khai ngộ, chẳng có gì mà không thấu rõ. Biết 10.000 năm sau sẽ có Phật xuất hiện, 9.000 năm trước phóng tịnh quang minh tên là nhất thiết chúng sinh ly cấu đăng. Nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó thì đắc được mắt thanh tịnh, thấy tất cả sắc. Biết 9.000 năm sau Phật sẽ xuất hiện, 8.000 năm trước phóng đại quang minh tên là nhất thiết chúng sinh nghiệp quả âm. Nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó thì đều biết được các nghiệp quả báo của mình. Biết 8.000 năm sau Phật sẽ xuất hiện, 7.000 năm trước phóng đại quang minh tên là sinh nhất thiết thiện căn âm. Nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó thì tất cả các căn đều được viên mãn. Biết 7.000 năm sau Phật sẽ xuất hiện, 6.000 năm trước phóng đại quang minh tên là Phật bất tư nghị cảnh giới âm. Nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó thì tâm họ rộng lớn, pháp được tự tại. Biết 6.000 năm sau Phật sẽ xuất hiện, 5.000 năm trước phóng đại quang minh tên là nghiêm tịnh tất cả cõi Phật âm. Nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó thì đều thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh. Biết 5.000 năm sau Phật sẽ xuất hiện, 4.000 năm trước phóng đại quang minh tên là nhất thiết Như Lai cảnh giới vô sai biệt đăng. Nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó thì đều có thể đến hầu hạ tất cả chư Phật. Biết 4.000 năm sau Phật sẽ xuất hiện, 3.000 năm trước phóng đại quang minh tên là Tam Thế Minh Đăng. Nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó thì đều hiện thấy được các biển bổn sự của tất cả Như Lai. Biết 3.000 năm sau Phật sẽ xuất hiện, 2.000 năm trước phóng đại quang minh tên là Như Lai Ly Ế Trí Huệ Đăng. Nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó thì liền được phổ nhãn thấy thần biến của tất cả Như Lai, cõi nước của tất cả chư Phật, tất cả thế giới chúng sinh. Biết 2.000 năm sau Phật sẽ xuất hiện, 1.000 năm trước phóng đại quang minh tên là khiến tất cả chúng sinh thấy Phật tập các căn lành. Nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó thì liền được thành tựu thấy Phật tam muội. Biết 1.000 năm sau Phật sẽ xuất hiện, kế đó 7 ngày trước phóng đại quang minh tên là nhất thiết chúng sinh hoan hỷ âm. Nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó thì thấy được khắp chư Phật sinh đại hoan hỷ. Biết 7 ngày sau Phật sẽ xuất hiện, khi Đức Như Lai phổ trí bảo diệm diệu đức tràng đó chưa thành Phật thì trước đó 10.000 năm đóa hoa sen lớn đó lại phóng ra quang minh thành tịnh tên là hiện chư thần thông thành thục chúng sinh. Nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó thì trong tâm tự nhiên khai ngộ, chẳng có gì mà không thấu rõ. Họ biết 10.000 năm sau sẽ có Phật xuất hiện ra đời, 9.000 năm trước đóa hoa sen lớn đó lại phóng tại quang minh tên là nhất thiết chúng sinh ly cấu đăng. Nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó thì đắc được con mắt pháp thanh tịnh, thấy tất cả sắc tướng. Họ biết 9.000 năm sau Phật sẽ xuất hiện ra đời, 8.000 năm trước đóa hoa sen lớn đó lại phóng ra quang minh tên là nhất thiết chúng sinh nghiệp quả âm. Nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó thì đều biết được mình tạo nghiệp gì thì sẽ đắc được quả báo đó. Họ biết 8.000 năm sau Phật sẽ xuất hiện ra đời, 7.000 năm trước đóa hoa sen lớn đó lại phóng đại quang minh tên là sinh nhất thiết thiện căn âm. Nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó thì tất cả các căn của họ đều được viên mãn. Họ biết 7.000 năm sau Phật sẽ xuất hiện ra đời, 6.000 năm trước đóa hoa sen lớn đó lại phóng đại quang minh tên là Phật bất tư nghị cảnh giới âm. Nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó thì tâm họ rộng lớn, khắp được tự tại. Họ biết 6.000 năm sau Phật sẽ xuất hiện ra đời, 5.000 năm trước đóa hoa sen lớn đó lại phóng đại quang minh tên là nghiêm tịnh tất cả cõi Phật âm. Nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó thì đều thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh. Họ biết 5.000 năm sau Phật sẽ xuất hiện ra đời, 4.000 năm trước đóa hoa sen lớn đó lại phóng đại quang minh tên là nhất thiết Như Lai cảnh giới vô sai biệt đẳng. Nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó thì đều có thể đến hầu hạ thấy tất cả chư Phật. Họ biết 4.000 năm sau Phật sẽ xuất hiện ra đời, 3.000 năm trước đóa hoa sen lớn đó lại phóng đại quang minh tên là Tam Thế Minh Đăng. Nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó thì đều hiện thấy được các biển bổn sự của tất cả Như Lai. Họ biết 3.000 năm sau Phật sẽ xuất hiện ra đời, 2.000 năm trước đóa hoa sen lớn đó lại phóng đại quang minh tên là Như Lai Bi Ế Trí Huệ Đăng. Nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó thì liền được phổ nhã nhìn thấy được thần thông biến hóa của tất cả Như Lai, cõi nước của tất cả chư Phật,
Tất cả thế giới chúng sinh họ biết 2.000 năm sau Phật sẽ xuất hiện ra đời. 1.000 năm trước, đóa hoa sen lớn đó lại phóng đại quang minh tên là khiến tất cả chúng sinh thấy Phật tập các căn lành. Nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó thì liền được thành tựu thấy Phật tam muội. Họ biết 1.000 năm sau Phật sẽ xuất hiện ra đời. 7 ngày trước khi Phật xuất hiện ra đời thì đóa hoa sen lớn đó lại phóng đại quang minh tên là nhất thiết chúng sinh hoan hỷ âm. Nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó thì thấy được khắp chư Phật sinh đại hoan hỷ. Họ biết 7 ngày sau Phật sẽ xuất hiện ra đời. Đoạn này tường thuật lại tướng trước khi Phật thành đạo. Hoa sen đó phóng quang điều cơ, tổng cộng có 21 thứ. Trong mỗi một thứ đều có tên của quang minh, mỗi một thứ quang minh đều hiển bày công dụng, công đức của Phật không thể nghĩ bàn. 10 thứ quang minh ở trước đều đại biểu 13 la mật. Quang minh cuối cùng là viên dùng 10 độ quang, dùng đây chiếu tâm thì tự trí xuất hiện. Cảnh giới trong phẩm pháp giới đều không ra ngoài tự tánh của chúng ta. Pháp giới tức là tánh diệu giác của chúng ta. Cho nên nói, nếu ai muốn biết rõ tất cả Phật ba đời, hãy quán tánh pháp giới, tất cả do tâm tạo. Qua 7 ngày sau, tất cả thế giới đều chấn động, thuần tịnh, không nhiễm. Niệm niệm khắp hiện tất cả cõi Phật thanh tịnh trong 10 phương, cũng hiện đủ thứ sự trang nghiêm của các cõi đó. Nếu có chúng sinh nào căn tánh thành thục đáng được gặp Phật, thì đều đi đến đạo tràng. Qua 7 ngày sau, tất cả thế giới đều phát sinh 6 thứ chấn động, điểm cát tường, biến thành thuần thanh tịnh, không có nhiễm ô. Trong niệm niệm khác thị hiện tất cả cõi Phật thanh tịnh trong 10 phương, có bất khả thuyết cõi Phật, hốt nhiên tự thị hiện, cũng thị hiện đủ thứ sự trang nghiêm trong các cõi đó. Đó là sự biến hóa rất kỳ diệu. Nếu có chúng sinh nào căn tánh thành thục, đáng được gặp Phật, thì đều đi đến đạo tràng dưới cội bồ đề phổ quang pháp vân âm tràng. Đoạn này tường thuật lại động cõi tập chúng. Bấy giờ trong thế giới đó, tất cả núi Luân Vi, tất cả núi Tu Di, tất cả các núi, tất cả biển cả, tất cả đất đai, tất cả thành, tất cả tường rào, tất cả cung điện, tất cả âm nhạc, tất cả ngôn ngữ đều vang ra âm thanh diễn nói cảnh giới thần lực của tất cả chư Phật Như Lai. Lại hiện ra tất cả mây hương, tất cả mây hương đốt, tất cả mây hương bột, tất cả mây hương hình bóng mani, tất cả mây bảo diệu, tất cả mây diệm tạng, tất cả mây mani y phục, tất cả mây anh lạc, tất cả mây hoa đẹp, tất cả mây Như Lai quang minh, tất cả mây Như Lai viên quang, tất cả mây âm nhạc, tất cả mây Như Lai nguyện thanh, tất cả mây Như Lai ngôn âm hà, tất cả mây Như Lai tướng tốt, hiện bày tướng Như Lai xuất hiện thế gian không thể nghĩ bàn. Lúc đó trong thế giới tỷ lô giá na đại oai đức, tất cả núi Luân Vi, tất cả núi Tu Di, tất cả các núi, tất cả biển cả, tất cả đất đai, tất cả thành thị, tất cả tường rào, tất cả cung điện, tất cả âm nhạc, tất cả ngôn ngữ vô tình thế giới vân vân đều vang ra âm thanh để khen ngợi diễn nói cảnh giới thần lực của tất cả chư Phật Như Lai. Lại hiện ra tất cả mây hương, tất cả mây hương đốt, tất cả mây hương bột, tất cả mây hương hình bóng mani, tất cả mây bảo diệm, tất cả mây diệm tạng, tất cả mây mani y phục, tất cả mây anh lạc, tất cả mây hoa đẹp, tất cả mây Như Lai quang minh, tất cả mây Như Lai viên quang, tất cả mây âm nhạc, tất cả mây tiếng nguyện của Như Lai, tất cả mây biển lời nói của Như Lai, tất cả mây tướng tốt của Như Lai. Đủ thứ mây đó đều hiện bày tướng Như Lai xuất hiện ra thế gian không thể nghĩ bàn. Đây cũng biểu thị người ở thế giới đó có căn lành và phước báo sâu dày, thiên thời địa lợi nhân hòa mới có sự cảm ứng như vậy. Đoạn này là hiện tướng hiện đức. Thiện nam tử, đóa hoa sen báu chúa lớn phủ chiếu ba đời, tất cả Như Lai trang nghiêm cảnh giới đó đều có các hoa sen nhiều như số hạt bụi cõi Phật khắp chung quanh tứ phía. Trong các hoa sen đó đều có tòa sư tử mani bảo tạng, trên mỗi tòa đều có Bồ Tát ngồi kiết già. Thiện nam tử, đóa hoa sen báu chúa lớn phủ chiếu ba đời, tất cả Như Lai trang nghiêm cảnh giới đó có các hoa sen nhiều như số hạt bụi cõi Phật khắp chung quanh tứ phía.